bóc mấy thằng này này vào đây cây ơi. Rồi. Hả? Đấy. Sao sao? Tưởng vào trận rồi. May quá mới có người thoát. Top 3 có 19 điểm ạ. Nãy là ấy, tôi bảo là cầm kia là vào luôn. Top mấy? Hả? Thì thế thôi, đánh cờ top thì thế thôi. Vienna đến zone không nhỉ? Hay là chơi ta? Coi thử cái chết đấy. Ừ. Đi hẳn về, đi hẳn về, đi hẳn về, kệ kệ xeo, kệ xeo. Một phần thủ chữa rồi, cay đi về, cay đi về, đi về, đi về, đi về, đi về. Không cứu được, không cứu được, kệ nó cho nó chết đi. Nó không, rơi được không? Rồi, về đây, về đây, về đây. Này, có bác thì tiêu ăn cái gì này, chơi này, chơi này. Chờ ấy là chờ đi ra đi nữa để cái sao bóc bóc mấy thằng này này bóc vật kia yeah. Vào đây cay ơi. Đây rồi. Hả? Đấy. Sao sao? Tưởng vào trận rồi. May quá mới có người thoát. Top 3 có 19 điểm ạ. Nãy là ấy, tôi bảo là cầm kia là vào luôn. Top mấy? Hả? Thì thế thôi, đánh cờ top thì thế thôi. Vienna đến zone không nhỉ? Hay là chơi ta? Đây là đau lưng nhỉ. Bắn level à? Hay Anthony hí. Giờ ulti ulti con kia xong là ấn gì nữa để lướt được. Khi nào máu nó kiểu mình cắm ulti vào người nó thấy máu nó đỏ, có màu nó đỏ lên ấy, bấm ulti thêm lần nữa nó tự rút về. Yeah. Sao mấy lần trước cai ấn rồi đéo được. Tại nó chưa chưa máu nó chưa xuống mức mà mình kết liễu được nên là nó không bấm được. Đỏ như nào? Nó đỏ kiểu như con pai ấy. Nói chung cứ thấy màu nó đỏ lòm luôn ấy là bấm được. Không thì khi nào cứ cắm rồi vào người cứ bấm cứ spam R thôi, bấm R liên tục luôn. Là gọi là quất thử xem nào. Test tướng đi. Tao làm. Tất nhiên đây rồi. Đấy đấy. Ông anh. Ông anh nghe, em cùng. Nghe giọng sau nghe khác đi. Người Thái Bình. Thái Bình sao nghe giống giọng miền Nam nhỉ? Mỗi người một kiểu giọng. Giọng Nhật thì nó sẽ ít cứ Kimochi. Hợp lý chưa? Còn giọng Tây nó sẽ là fuck you bitch đấy.
Sao có vào trận lâu thế nhỉ? 100% rồi mà. Có thằng lão lác à? Ờ, ăn cả. Xem con nhện này có làm được việc không? Đấy rồi. Dô dô. Đây à, hợp lý. Ừ. Mà có bù lỗ. Mà không kịp được tốc hiện ta. Đi góc nào chết rồi. Má đi góc kìa. Địt mẹ sao ấy ta. Ô cái gì ấy. Má nó lộ ôi à. Vô này, vô này, vô này. Ủa? Có cái gì nó sai sai ở đây sao? À. Đánh thiếu nhỉ? Ôi, là bóng tuyết đây. Tay này. Má. Kì vậy ta. Ui dồi ôi, có quà này bạn ơi. Địt mẹ tưởng nó dí mình cơ. Chơi cái. À. Anh tệ tết ta. Địt mẹ tự nhiên mẹ ổ, mẹ có ổ. Hả? Cái bình thức cho nó xịn. Một pha kéo mắc tầm luôn à. Ok. Về cái ơi. À. Địt mẹ. Ui, đéo dính kìa. Khó nhằn tê nhờ. À, nên này. Về. Ma vật lực. Xem. Năm sát lực. 5 điểm hồi kỹ năng.
Lên gì nhỉ? Để bốc vé. Đi cường lại con này khó nhằn thật đấy. Đi kìa kìa, cay tích à? Ui ôi. Cay nhờ. Cô địch mà không bố nữa, đã lồn. Ê, coi chừng nó cắm rồi nhá. Ok, quả đấy không cần né, cho nó vào để mày chứ. Ok, địch mẹ mày nhá. Ôi, tha thứ được không? Địt mẹ. Rồi chính ra châu nha. Nên mẹ tạm hợp. Còn chơi đến mấy giờ cơ? Chắc xuyên đêm. Mai nghỉ như này chứ xuyên. Mai nghỉ à? Ừ. Đêm nhỉ? Đêm thôi, còn bảo chơi đêm mà. Tạm cái đi không? Mà sớm nhá. Hả? Đi đâu nhá. Sao? Anh đi làm đêm á. Ông đang bảo ông anh là sáng mai mở cửa sớm. Con địt mẹ. Anh làm gì? Ôi ôi. Địt con mẹ lồn xin không đấu má mày thôi cái tầm nãy giờ. Địt mẹ chứ địt. Ôi sổ. Địt con mẹ tim nó có con lồn khó chịu nhỉ. Ok, nay đêm với Cường luôn. Ok ok. Địt mẹ rút bồ chết. Chuẩn bị dầu ăn đi. Thôi 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 xin đấy. Cái đây thôi đấy. Khoái lại còn khơi. Ôi địt con mẹ. Cái lồn mà. Chịu vai lồn lu sần xanh quá. À thể rumble phế vai lồn. Ừ, chiều đốt sao để có tầm nhìn ta. Ok, không chết được nó, ok. Coi được chết đấy. Rồi. Dụ nó về đây, dụ nó về đây, dụ nó về đây. Đây, đang dụ nó về. Ừ, cứ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Ui, cái địt mẹ nó. Ném xịt cái quy á, địt mẹ combo kiểu gì nhở? Địt mẹ lồn di đần khó chịu quá rồi. Cái lồn gì đây, cái lồn gì đây, cái lồn gì vậy? Thì con mẹ mà nó chết luôn ạ. Khỏe vai lồn. Địt mẹ phít đồ lên đi ông ơi. Ông lên ông chiếm cái sai một cái bụi hộ tôi cay. Địt mẹ đánh. Spam được đấy, đúng rồi. Địt mẹ mày áp chế, giết nó tiếp. Địt mẹ con lồn. Đúng rồi, giết tiếp mẹ đó. Dạ gì nhanh vãi lồn địt con mẹ à. Mẹ rồi mà chết được cái bụi. Nó lồn que. Mình cầm nhầm bảng mới đau chứ. Đâu, vẫn được mà. Nó u gốt được cầm sẵn sàng khỏe hơn. Địt con mẹ. Tể lũ sần nó xanh bỏ mẹ đi. Đánh tiết lộn nó được. Địt mẹ. Lộn 159. Địt con mẹ. Lộn nó phê mà. Lộn nó đéo xích được thằng nào luôn đi. Tể.
Tả lên cái mẹ cái mặt nạ nó đi lên, còn lên cái lưỡi hái ạ. Tim nó thì địt mẹ xin dao xe lát thì đéo vào được rồi. Địt mẹ ra gì? Rồi phải ra đi ăn thôi, làm sao được. Hết lính, hết lính, hết lính, hết lính. Rồi lỗi vào. Giết luôn này, giết luôn này, giết luôn này. Thôi rồi, vui thôi, đừng vui quá. Ui, cái lồn vậy, cái lồn vậy. Địt con về. Chết rồi. Má mày tưởng không chết. Má đánh quả gì mình xịt cái quy ạ. Nhảy lên cây, đúng rồi, bắn hết mẹ. Bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn. Tanh cái thằng này vào, tanh lên, đứng tanh luôn, đứng tanh luôn kìa. Cái ơi, chết cái ơi. Mày nhá, mày có đồng hồ nhá. Hai anh mi, hai anh em tung mi hí là ai ấy? À, chưa ăn. Bạn của Tú Bà. Hả? Bạn Tú Bà. Bạn Tú Bà gắt đấy. Chịu á. Địt mẹ. Bắn luôn, bắn luôn. Nhiệm vụ bắn ra đi thôi mà. Có thủ đâu trời ơi. Địt mẹ luôn, lúc xem xanh bỏ mẹ nó bắn mình, địt mẹ bắn tụt kết của buổi mấy phút rồi mình mẹ bắn 2-3 thì mẹ nó nói mình thù hoàn nè. Chơi game mở cửa cá nhân nữa thôi. Đây đây về đây cái, giết được của nó, giết được nó đấy. Cái này tham mình bắn quy ấy. Xin. Mày chết con mẹ mày đi. Cái này cái nó không hồi được kịp để đùa cái con kim nguyên tố ạ. Cay đấy. Ở trên rồi hay quá. À, quả đấy cái kết hồi sớm tầm nửa giây thôi là được rồi. Cay vậy. Nó có em
đi đâu con chó. Này cay, chơi đó. Địt mẹ mày hiếp nó. Ui giời ơi. Địt mẹ quy nó qua cái đâu. Bất lực. Phan đẹp dài. Chào. Tôi để cờ vào cờ sóc ở AD đó. Địt mẹ thằng lùn này có cái R này. À, có cái R mình đấy. Mình lao vào đéo biết giết kịp thằng AD nó hay không ấy. Địt mẹ đéo cho mày xài R luôn. Ơ kìa, địt mẹ lùn này sao nó giết được mình ta. À, nó có bounty của con fit đồ ạ. Hay quá. Đếp mẹ à, mày đồng hồ với tao à, mày giỏi mày đồng hồ nữa đây, mày ulti nữa đây. Mệt mẹ à, mày tao đéo cho mày ulti luôn. Phải trụ đủ tiền không ta? 200 vàng. Ơ đủ này, hay quá. Phá trụ nhanh đi cây, phá trụ nhanh thôi, chạy chạy, chụp bắn nó đi, vào đây, vào đây, vào đây, cho chụp bắn luôn. Ừ, ok, hay. Chứ tắt chữ này chứ này. Được chưa? Để chứ này. Mà cái tìm. Vết tìm tổ được gì đâu. Đéo có khỏi lát, đéo. Thôi thôi tôi ạ. Ôi, xin lỗi với anh ơi. Bịt mẹ à mày. Anh ơi. Anh ơi. Bịt cơ mẹ à chú mày. Bịt cơ mẹ anh. À nó xây được mùa luôn ạ, hai cái ulti liền. Địt mẹ nó. Một cái này, hai cái này. Địt mẹ nên kháng phép. Kháng phép một tí rồi đấy, không. Địt mẹ mà kháng phép cũng như không á, mới là lồn nó chọc đau bỏ mẹ đi. Năm. Mở lấy cái này. Ừ, cái đồ ulti đẹp này. Này thì... ulti này, này thì hồi sinh này, địt mẹ à chú mày. Lên đây, lên đây. Giết nó. Chưa có 3 tiếng. Mấy thế này có 3 tiếng. Lên. Let's go baby. Tí được tiền. Rồi, mày xong. Địt mẹ mày gần xong. Vẫn như cũ. Nhà là win. Nào cái lỗi này. Địt mẹ tao đéo ulti, tao e rồi ulti, trời ơi. Người ta phải học chơi. Phá được mỗi cái trụ đi thẳng về cái. Ôi thôi cụ rồi. Địt mẹ nó múc vào luôn. Đâu mẹ cái con này khó chịu nhở. Có múc ulti không. Địt mẹ mày tha thứ được không? Hết tiền rồi chúng ta. À mẹ anh ơi, địt mẹ mày chơi bẩn vậy. Địt mẹ chơi game dựa thua để nhà. À sao dạo này chơi quyên đang ngu nhở? Nếu còn hay như hồi xưa rồi. Gọi dặm e không tí dặm vé ra. Sao nó đi vào bóng rồi. Không bảo dặm tí chơi đêm đi. Đâu bảo rồi, bảo rồi. Tí rồi. Lay cai tiếp các chú. Tiếp rồi, tiếp như nào ấy. Gọi chai nước e cai mua giả tiền đó. Bạn của Lady FV này tăng bác. Ảo cụ luôn rồi. Thời kệ. Mẹ quánh nó phải vui vẻ ý. À từ từ ông Phan đẹp trai ông chơi ông ơi, in game tôi mời luôn này. Cô bé trộm trộm. Cô bé trộm 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 chó mới đúng. Yêu là đất, thương là đất xa, về đi vẫn nhớ về. Ông này không chơi à? Tình này là có khi là tay cầm tay, vui đưa vui ai chẳng ai là ai biết ra sao. Người có lúc xa tận phố. Hello bạn thần ca nhá. Aram ông ơi. Thần ca ơi. Đây tôi mời đánh gió. Điệu cười đẹp dai đấy. Ok bạn. Ok luôn. Đây đây đi.
Đây, tôi vừa được chuỗi 13 trận thắng các bạn ạ. Buồn quá. Thì cửa. Đấy rồi. Vào lại đi. Đêm hôm qua đã bắn bắp gì xong nằm ngủ. Ừ. Với cả hôm nay tôi bắn đâu. Hôm nay cái đêm luôn. Không. Hôm qua bắn cũng lên rồi. Sắp từ việc rồi. JC, please, địt mẹ cầu nguyện cái ơi. Địt có rồi, địt còn mẹ. Tôi cảm giác tôi đau đầu quá, tôi cũng ngủ luôn. Ai đồn ra được. Ôi, Nidale lên. Trời ơi, đây rồi. Địt mẹ yêu cái vãi lồn. Đèo nhất tâm đặt mệnh cơ. Chỉ có thể là cai thôi đúng không? Đúng rồi, địt mẹ nhưng mà cai vẫn chưa rô ra được cái gì cái ạ. Thế giả con Lia lên đây. Ờ rồi rồi. Lia lên cũng được mà, trời càng tốt. Mẹ được voi đòi tiền à. Voi đòi hai bà trưng chứ. Chơi last shot để thôi, không chơi chó, chó nguy hiểm á. Chó farm nhanh mà, chó này farm nhanh lắm. Chó nhá, chơi chó nhá. Nhưng mà sợ không được farm thôi bởi vì có cả Vega đó rồi. Thôi chơi gì đấy cũng được. Yên tâm, có cường đấy rồi, mẹ cường cầm đi Lê mà, sợ gì. Chơi gì vậy? À? Ừ. Đi tìm, đi tìm. À tìm toàn phép cô ạ. Ui. Cả Sophia. Địt mẹ cái team kia cũng hơi khoai ấy nhở. Đều biết khi yên không... tâm. Team kia mà bay vào rồi mẹ cũng mà sao. Bạn đang nghe câu người đàn bà hóa đá chưa? Rồi. Đó chính là tôi đấy. Team này hơi khó. Team này rồi, hơi khó phi. Đéo phải là khó, nó kiểu nó khó trúng ấy. Đéo phải là không có góp được phi. Chơi nó có Wukong, Raven với cả Mazaha hơi khó thi chụp. Mẹ ngộ không ở Raven, Mazaha nữa à? Sở Nguyên, team này sát lực à? Trời hết, không có sợ. Sợ cái gì? Sợ đúng này. Có hổ phi mà. Đúng rồi. Hổ phi giáo. Có khi Cường cầm hẳn chân giữa phi luôn nhưng... Ôi, chân giữa Cường mà thi tốt khác. Dặm đá bóng bây giờ, 8 rưỡi đến 10 giờ. 8 rưỡi chắc 10 giờ. Đá sâu ấy, 8 rưỡi. Đá tiếng rưỡi. Ừ, đá tiếng rưỡi. Bởi đá lâu. Đá ở Thằng Hải à? Quán Nam, đây là Quán Nam. Ui, Quán Nam đắt vãi lì nè. Hôm trước đá với bọn đá với đội A1 ở trên... Đâu, Tân Hoàng Hải đắt hơn chứ. Quán Nam thì nó rẻ hơn một tí thôi. Ừ, một tí. Ừ, nó rẻ hơn một tí thôi. Đẹp nó cũng đéo khắc mùi kìa. Cái lúc mà chia tiền thì thằng thêm có một thằng thêm có 2-3 nghìn đéo đáng gì. Căn bản hôm qua bác làm con chó uống rượu. Úi giời. Đầu biêng biêng. Rốt đẹp mà chúng mày tiểu lý phóng lớn. Tiểu lý phi lao. Rốt đẹp mẹ mà một thằng. Hai thằng đeo chúng. Mày ok đủ má là đúng chở mấy thằng lùn Raven nó hit cái hitbox của nó dễ né hơn nó bởi vì nó có kia team bên nó có lắc à. Ừ. Né một cặc đủ má mày né được à mày. Mày né một cặc đệt mẹ hiểu rồi. Cái lồn gì vậy? Ê, Cường thấy có cái gì đó nó vô lý rồi đấy. Cái đít.
Ơ kìa, cái lột gì vậy? Cái lồn gì đây? Đệt mẹ chính. Chỉ game cầm đồng hồ. Cái lồn ma nó giờ. Ở sau nhà hết này. Chờ. Ít mẹ nó áp chế mình ạ. Cái nhờ. Ừ, chết mẹ rồi. Ok á, chú bà làm gì đây? Đều né ra. Ấy có cái sức. À, bố mày hiểu rồi. E qua lại liên tục. Đúng rồi, nhưng mà phải quy quy dính ấy, E nó mới đau. Lòn đi mẹ đánh anh em tao, mẹ tao E mồm luôn. Cái lồn gì vậy? Mẹ đánh anh em tao. Ây, con mẹ đau. Về đây cái về đây. Xa lại mình ngay đi con mẹ này. Này cũng công về. Công vào đây mẹ bố mẹ em mồm mày ngay. Ui sượt con người kìa. Hỗ trợ cường xa lấy luôn. Ok. Trong bụi hình như trong bụi. Chị Trâm. Ờ tú bà tên là Trâm mà. Ê à, ô mày quá. Ô nó chết rồi. Đi ra tưởng kia nó đẩy ra mày.
Có mò bắn như cây le nhỉ. Ôi địt, cái lồn gì đấy? Ô, con khỏe. Đâu. Vãi lồn gặp quả sẽ quên lên phép. Ô kìa. Địt. Tê chịu. Ơ, con rắn này không cần giày à? Không không, nó không mua được giày từ con, nó cũng đeo cần giày thôi. À, thế là nó trườn à? Đúng rồi. Ây da, địt con này. Nè, cái đồ buồn. Lì lồn này. Trong bụi đeo ai sách luôn. Địt về. Đâu ra mày? Đâu ra vậy khỉ? Đi nhìn đủ phim à? Đéo ai làm gì được con sợ quên à? Ôi không không đây không đây, đi. À địt mẹ áp chế mình kìa. Còn cái lúc mà con sở quên bật ulti thì mình cứ lùi về thôi, không cần đánh đâu, để nó hết ulti rồi đánh. Hoặc là hỏa đá nó luôn ấy, bấm rồi thẳng vào. Mà đá rồi mà. Địt mẹ nó trâu vậy ta. Sao cái? Đây. Rồi bóc kia được rồi. Đây. Thì lâu nó đó. Đâu cũng được. Mẹ khả năng phải lên quỷ thư đi. Đúng rồi, phải lên quỷ thư. Finish. À, đánh ra đường này nó đốt rồi. Địt mẹ. Cái lồn má mày chơi dơ vậy. Cái địt còn địt mẹ đéo được. Đéo được rồi, phải địt mẹ phải núp cơ chứ con. Lột ma ra nó cứ cắm một tiêu đầu mình sao chơi. Địt con mẹ cày thế. Chết mẹ đi. Rồi bú ôi. Rồi đánh nó hiểu gì rồi. Kéo vào được con xỉu. Ui. Địt mẹ. Cái lồn má. Địt mẹ con ba già. Cày vãi lồn địt mẹ nó cứ có cái lời nó cũng bật cấm vào đầu mình không ạ. Địt mẹ bố lên cái thể thuật bây giờ. Địt
mẹ đó được, phải phục thù mới được. Tổn ma đó chứ. Đi game đéo thì địt mẹ toàn cắm địt mẹ để cái rờ đầu mình không. Này con cặc. Ôi 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 nó cắm rờ đầu mình ấy. Địt mẹ mà chết đi. Ô, ơi, đừng có rờ. Địt mẹ à mày. Địt mẹ mày này. Địt mẹ nó ở trong trụ nó đánh nhau với mình luôn ạ. Đứng lên. Thôi thôi đi rồi. Không đi được, đi không được. Bạn tôi đi à. Địt mẹ mày. Cay thế. Không sống được, địt mẹ. Địt còn mẹ, mày né dẻo như thế rồi. Né dẻo thế kìa. Địt mẹ thấy con quả này dẻo không? Quả dẻo không? Dẻo mãi luôn ra mà vẫn đéo được. Thịt mẹ à, cái góc này hẹp quá, với lại mình bị xì lâu nữa. Bé trông trông sao thế này. Bút tóc mà đánh. Né cái đầu buổi. Địt mẹ mày cắm rồi bố mày đúng không? Bố biết thừa. Bỏ mẹ. Cái lồn bà nó cứ bắt mình không vậy ta. Địt mẹ. Đéo ổn rồi cay ơi. Địt mẹ đéo ổn thật chứ nó cứ bắt mình đi. Địt mẹ mày dài đồng tính quá. Hà Lăng phải làm tí xét ngâu cường. Không 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 bán được. Cường ngồi bên nét này không bán được. Cái lồn ma mày dài. Địt mẹ túi bà đều bắn. Đều bắn được nhiều chứ. Địt mẹ đi. Địt mẹ cho game flat. Ê địt mẹ. Cày tê. Lồn mega của Napka. Địt mẹ. Lồn. Có như đồng lề cũng như lồn. Địt mẹ mà cố gắng hết sức rồi đấy. Trời ơi đánh cày mất lồn. Vẫn đeo răng được. Địt mẹ đang to vãi lồn ra đây. Mẹ mà chơi game Napka. Địt mẹ. Địt mày đánh quả dèo vãi lồn. Quả dèo, quả dèo. Dạ, nó do mình giờ con ra vai rớt ngon. Cô bé trông trông có chơi nữa không? Chơi chiêu nào chịu. Địt mẹ chơi áp căng là cái gai như cái lồn. Chỉ thế thì vào gặp đấy chị. Thì phải Vega đâm bé vãi lồn nó có 7.4 ạ. Vega nếu mà nó khỏe từ đầu cơ. Địt mẹ nó không, xả. Đây không biết chơi thôi, mới tập chơi thôi. Địt mẹ 59 trận đồng. Ôi dồi ôi. Cái lồn như vậy 670.000 điểm trong tạo Jumi. Thế của SP. Địt mẹ danh đồng cái này đúng rồi. Ơ, à, con gì đây? Ai biết chơi nhẹ không? Thôi. Thôi đưa mang file đây. Ở đấy, thế mà nhanh không? Mang file tanh, thích tanh hay là phép đây? Mang file này á, tanh đi. Tanh thì ok tanh. Ăn chốc à? Khó khăn nha. Cửa ngồi lép bên cạnh sao lại không không bắt được sét đâu. Máy này không chỉnh được màn 43, 36 tính cường. À. Yasuo, Victor, địt mẹ lại kẻ à?
khó chịu ấy. Kè. Địt mày có cái cung gì đấy? Siêu linh à? Akan Mogala. Nó thoai cầm dư trần luôn ấy. Sau này cầm dư trần hay hơn. Thế được rồi, có tí sát thương phép mà để góc chú bú mạng chứ. Thôi để đi. Gọi là cường có cái là mà để bú ké chứ. Đúng không cường? Đánh ra đánh này xong là bắt đầu biết đánh thường rồi đấy. Ừ, sao? Đánh luyện Aram này nhiều biết bắt đầu biết đánh thường đấy. Giờ ô dô thì mẹ mắc lái quá. Đi vào đi thẳng vào cái đi địt mẹ lại con. Ok. Đấy, không, đừng đánh nó chết bây giờ. Thì mẹ nó lại kẻ. Bé chôm chôm. Cái nó làm gì? Ôi, trời ơi làm gì vậy? Kẻ như kẻ. Chết đi. Địt mà đéo chết. Mẹ tao tanh đây mày đánh tao. Tao ấy. Ai ơi, sao nó vẫn kẻo được tí máu của mình nhỉ? Thôi về làm tí máu đi. Cường ơi. Nói ra đi. Cường là con vô tử luôn. Em mà mục tiêu hút vào con nào nhỉ? Mày đúng không? Để vậy. Tất nhiên là như vậy rồi. Hút nó phải thế chứ. Tôi thầm bú rồi. Wow. Anh bắt lấy không?
Làm con chó nó cứ dính mình nhỉ. Làm tí máu đi cô bé chôm chôm. Ăn máu không gọi kìa. Ôi ăn thiếu. Ơi tay ra tay ra. Ok. À, đéo tin được là mình sống á. Một cái con đần nó còn đi ra khỏi cái tỉnh gió ấy. Ê, đừng vào đây, đừng vào đây. Đang định tặng quà cho tướng. Ê, thế nhờ? Kìa là chọc đi luôn. Ăn lộn lộ mình rồi. Hay lắm. Rồi đổi đấy, đổi cái được rồi. Ô kìa không chết, what the fuck. Trụ đấy. Đật. Chuẩn bị có bất ngờ này, muốn săn thằng nào nhỉ? Cứ hút vào thẳng thế này. Cái chỗ nào đông người thì hút đấy. Từ từ xem nào, xem thằng nào bầu bầu đông tí. Hút đi cái, hút đi, hút đi. À, vẫn chết rồi. À, hồi sinh, tuyệt vời. Bố mày tới đây. Con mẹ. Vẫn xin được mình kìa. Lỗ nát xa này nhiều đấy. À đâu, đủ bảo. Sao? Vẫn chết đi con mẹ. À, lại hồi sinh. Bố mày tới tiếp đây. Mày ở kìa. À, cho hồi sinh được không ta. Tôi đánh đi, cai tanh được. Rồi, nó đi rồi đấy. Nó đi đầu buầy. À, nó ăn được máu kìa. Bảo đi là đi mà, cay ăn ở đây. Còn mẹ chó cay nhỉ, địt mẹ. Mấy thằng này ngu rồi, đã biết chơi. Này, đúng tầm linh đồng. Ô kìa, địt mẹ tôi tanh thế rồi anh em không đánh. Hết máu rồi, bọn này không vào được. Ô cái gì ấy? À, chiêu của Gia Khan à? Ô kìa, sao không vào được? Lấy đấy, nó gì? Game ơi, game lồn. Địt mẹ game lồn. Địt mẹ sao quả này bấm rồi vậy ta? Lao vào mà đánh. Ừ. Thôi, lùi, 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 lùi
Lôi. Gia Khang bắn đầu ấy nhỉ? Đúng rồi. Phải đau chứ. Đây đây lên này, lên này. Here we go. Nó kẻ, nó kẻ, nó kẻ. Lôi ra sao chẳng quy đeo gì. Đây, chuẩn bị này. 1, 2. Cứ vào đây, cứ vào đây, vào đây. Địt mẹ Zephyra cái để Assassin giết đi ạ, để Assassin giết. Assassin giết hồi sinh cường ấy. Mà mày đi đâu? Assassin ơi làm ơn giết đi, đéo được. Đéo được. Đấy còn có 10 giây hồi sinh thế. À hết mẹ hồi sinh. Địt này hay lên nguyên thủ luôn rồi nhỉ. Này cái về đây cái, về đây còn giết hết à. Mới mà hút. Địt mẹ đâu thì kịp. Khoảng cái gần lắm. Chém nó đi. À, chết rồi đấy. Phụ tí đam thôi, đúng không kìa? Đúng rồi, thực ra còn lại phụ đam mới đủ đam ấy. Đây, thằng này dậm ngu rồi. Này này, để nó chém này. Ôi tao bỏ mẹ rồi, ôi giời ơi. Thôi rồi. Địt con mẹ đang định nhảy, chặt đầu luôn. À. Lên kháng phép tí. Hả? À? Đâu lên tìm băng. Lên tìm băng làm chặn các bố lại. Đúng vậy, lên tìm băng. Để giáp thiên nhiên chưa? Cho lên. Giáp thiên nhiên thì cũng làm được gì đâu mà. Phép, phép. Phép có làm được gì đâu à, ba thằng phép ấy, ba thằng phép kệ nó, tí lên hai đồ kháng phép. Thằng này ngu rồi. Ôi lắc 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 anh đi. Đến đây lên đây các chú, vô đây mày, vô đây tao xem nào, lên đây mày, vô đây mày, vô đây rồi cho anh em ăn thằng ok mẹ sống dai thế nhỉ. Ngu. Vô đây. Ra xua chạy làm sao được, đi mẹ đồ ăn Mogala. Để mẹ cho ăn thế mồm cũng không ăn được. À, ăn máu đi, tay nhau ăn máu này. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Chả ăn vội, thì mẹ ăn đi. Địt mẹ lên đây này. Lùi Victor kẻ gì buồn cười ấy. Victor giờ kẻ ai cũng làm gì đâu mà. Mày có thịt thầm mình ở đi ra. Ui, 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 được. Địt mẹ à? Vào đây mà đánh nhau. Oh yeah. Oh yeah baby. Gia Khan nó cũng nhanh thật. Thế không ạ? Ôi đồ hàng luôn. Địt đồ hàng luôn. Luôn. Đánh ngay lại còn khiêm tốn thế này. À không, không, không do người ta không, do người ta chưa hay thôi, do người ta chưa hay chứ không phải do tôi hay đâu. Nói chung là tanh hay. Có tanh thì mới làm được việc. Jun Angel, em mời tôi với. Thì mời rộng, mời rộng vào. Jun Angel, mẹ giờ man phai tanh châu thế nhỉ? Fan đẹp trai là để ảnh bạn, một bạn nữ rất là xinh gái. Ông này rất là tuyệt, ông này rất là ngược đời nhé. Ảnh tôi ông. Ơ kìa, cái gì cơ? Cú cô gái mà mời tôi, ông mời tôi. Ê, chào bạn dậm nhá. Bộ. Bạn dậm vô lét này à? Bạn dậm vào rồi. À, bạn dặm thấy đã đến 10 giờ chắc còn 30 phút làm được mấy cốc vại bia. Ờ, thì ông này cũng ngồi đây chờ nãy giờ ấy. Có ông này ngồi đây chờ nãy giờ. Ui à, ok ok. Đây, anh em đánh đi. À, ôi, ông bảo được. Bảo được mấy này ánh sáng tối cao này. Chờ chờ tí ông ơi, ông vào đi, thằng này nó ấy, thằng này nó đi chơi khác rồi. Ôi Cường ơi. Ơi ơi. Cai mở được VL ánh sáng tối cao này. Anh sao tôi phân đậm. Ô này giống tên tuổi. Nhưng mà tôi là fan của Phân. Từ từ xem Valea nè. Đây ông ơi vào đeo tôi mời nó. Ơ kìa. Ơ sao ao rồi. Ai ao đấy. Tụt bà. Valea ánh sáng tối cao đẹp thế nhỉ. Đeo kính dấm này. Đẹp đấy. Dặm đâu? Dặm chơi à? Ừ. Ủa?
Đấy, vào đi rộng. Để mẹ hai người bạn ạ. Hai bạn kia out rồi. Vào đây. Bốn người chơi. Vô. Anh em có Vele để tôi nhá. Hai người kia chắc đi kiếm. Ai, xem còn mấy trăm nữa là... Còn 600 cái tinh hoa cam nữa là mở được à? Này mắc đái quá mà có người trong nhà vệ sinh không đi được. Trời đất ơi. Đái vào mồm rậm kia. Gớm vãi luôn. Hòa mình với thiên nhiên như vậy. Thôi, thiên nhiên gì tầm này không? Bảo rậm há mồm ra. Thôi cái bẩn lắm thì mẹ nghe gớm bổ mẹ đi. Ô con gì ấy? Milio là con gì đấy? Con Netflix. Ê, đây. Mẹ à, Faden. Mà đi gãy đấy. Thôi hai đi làm thế, một đi thôi. Thôi, nhớ biết đánh mấy con này. Cái chết nhỉ. Mẹ không muốn cái gì hay hay nhỉ. Tính ra là đi mẹ mình sẽ đánh Kathleen đấy, nhưng mà thôi Faden nó lấy rồi cho đánh. Vào đít đi, đít mẹ à mày. 11. Thế à, thế cho bạn xin đi. Đây rồi. Sao cái này làm gì? Nhéo vào mẹ. Yếu AP à? Có Selat rồi mà, Selat AP rồi đây. Cái map đang bảo gì đấy anh em? Selat tôi nghĩ là trong này cứ cầm chinh phục thôi. Chết mẹ, tôi cầm thu thập. Thu thập được, trong này nhiều lắm. Ui, địch con mẹ rồi nế. Ui dồi, mô đồ cây dơ cầm hưu. Rồi xong ăn lồn rồi đấy. Tìm mẹ sao chơi game, trời ơi. Đẹp mỡ ăn cứt rồi. Này anh em chờ xíu tôi đi vệ sinh đấy. Lại còn có cả Camille nữa này. Đồi máu con này. Bầu chưa? Rồi, Gumayushi. Bắt đấy rắc vào bồi phát nữa, chết mẹ đi. Nè, tìm nó nhìn chiến quá anh em ạ. Một chỗ kìa, đâu ra một đồ vậy?